Đây mình làm cái cửa sổ mình chổi ra nè hả? Mưa mình hạ xuống. Mưa hạ xuống, ổng tạt ấm cúng luôn ha. Đúng rồi. Trưa nóng không anh? Không. Không nóng hả? Ở đây có cửa sổ gió mát ha. À, Bùi Hồ cũng công bố đến thời điểm này thì Bùi Hồ sẽ không nhận cái số tiền ủng hộ cho gia đình anh Xuyên nữa. Và coi như hoàn cảnh của anh Xuyên thì Bùi Hồ và Mạnh Thường Quân chung tay đã làm tròn cho gia đình anh có một cái cuộc sống khá giả hơn. Và đặc biệt là các con của anh có một cái nơi rộng rãi để các em có thể vui đùa. Trong đó thì nó cũng có độ an toàn ở trong đó. Chi phí nhà bè của anh Xuyên là 94.960.000 đồng. Đó. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay Bùi Hồ đang quay trở lại thành phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp để quay về hoàn cảnh của gia đình anh Xuyên. Thì hôm qua thì nhà anh Xuyên có ăn mừng một cái ghe mới mà anh Xuyên cũng có mời Bùi Hồ, nhưng mà vì lý do công việc rất là cập gập nên Bùi Hồ không có đi đến chung vui cùng với gia đình của anh. Nhưng thấy gia đình, hoàn cảnh gia đình của anh được một cái chiếc bè mới như thế này, mình cũng rất là vui, cũng như là tất cả các Mạnh Thường Quân cũng rất là vui khi anh đã có một cái nơi ở rất là ổn định như thế này. Thì hôm nay mình muốn đến đây để chia sẻ niềm vui đó với gia đình của anh, cho Mạnh Thường Quân, và cũng như là xem lại cái cuộc sống của anh mới có sự thay đổi như thế nào. Thì để biết được như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ xuống cái ngôi nhà, cái ngôi bè mới của anh Xuyên nha. Hôm qua thì mình không có đi được rồi. Hôm nay đến đây là mới sáng điện cho chị nhưng mà đến không có cho anh hay luôn. Rồi hôm nay là có bè mới là khang trang rồi. Đi vô trong này. À ở đây mình cũng là trước này, hôm qua đây hả anh? Hôm qua là mình ăn mừng. Hôm qua đông khách không anh Xuyên? Mười mấy người. À làm được một bàn ha. À, có xỉn không? Không có, mà hết nhỉ. Em chú ở bên về đặng lại chơi. Dạ. Rồi hôm nay con vui không? Ở đây là hết lắc lư rồi. Rồi chiếc em còn lôi ra chứ dễ gì dám đậu trên này. Đậu này ở chừng năm một thôi. À chiếc ghe lớn luôn nha. Đúng rồi, chiếc ghe cũ sao anh? Nó xà lái rồi, nó muốn chìm rồi. Ừ. 1, 2, 3, 4, 5. Ờ còn bé nữa, 6. Nó. À, hôm nay cái phần điện của mình sử dụng ổn định chưa? Hôm trước qua anh thông báo rồi, bạn em lên sửa rồi phải không? Ổn định hết chưa anh? Ổn định rồi. Nó còn hú kêu gì nữa không? Không. Đâu bật lên cho em xem với. Bật đèn lên đây. Sử dụng gành chưa? Gành rồi. Chạy hết rồi. À, 1, 2, đèn đây. Đi thoáng mát quá rồi nè. Hôm qua mưa thì sao? Đó. Có tạt không? Không. Không có tạt hả? Em thấy ở đây mình làm cái cửa sổ mình chổi ra nè hả? Mưa mình hạ xuống. Mưa hạ xuống, không tạt, ấm cúng luôn ha. Đúng rồi. Trưa nóng không anh? Không. Không nóng hả? Ở đây có cửa sổ gió mát ha. Tại mọi người sợ nó nói nóng. Mai mốt thì mình xong cái thời gian này cái mình dọn dẹp cho nó cái phần trước cửa nhà đó. Cho nó sạch sẽ nha. Đây cái quạt nè, một cây nè. Tivi thì sử dụng em không? Màu các bé coi đã không? Đã. À, lát nữa bắt cho các bé xem nữa cho ít tí xíu đi, cho em tham quan đây. Chào chị, hôm nay bệnh nữa hả vậy chị? Hôm qua có nhậu không mà hôm nay bệnh? Có, em đâu có nhậu, mùa qua bệnh kêu thuốc qua. Ừ, cái miếng simili mình mới mua hả anh Xuyên? Này mình mua hay là tao tài trợ? Dạ. Miếng dưới đó của ông chú Bảy bờ hổm đó, ổng mua, ổng kêu để lót hôm trước mà lót hôm trước sợ dơ, lót cho mày cho mấy đứa nhỏ. Ừ, hai cái tấm nệm ngủ. Dạ. Chảy dừa không anh? Dừa. Nệm chảy dừa. Dừa trước miếng sao? Ở trong miếng. À cái miếng này là để cho là các bé ngủ ha. Rồi ngủ nệm nó nực chứ không chị? Không nực ha. Dạ. Dạ. Sáng nay mình ăn cơm chưa? Chưa, nó qua chờ đồ ăn cho anh vợ thiêu rồi, với ngày qua tưởng là nó chiều anh lên không à. Em có điện em nói không cần quan tâm em đâu, chị gia đình cứ vui mình chơi đi, có thờ Quan Âm hên. Chưa. Nó gầm lận. Gầm mình mới thờ Quan Âm thượng lên được ha. Dạ. Là khi là người ta nói mình hay sao? Nó lên trả từ gầm mới tốt, gầm tháng 10 nó thành gì mới tốt. Ừ.
nãy giờ em cũng quên để ý mình chưa thượng Phật Quan Âm lên. Rồi vậy đi ha. Hôm nay đến đây thì gặp gia đình mình có nơi ở ổn định nè, thoáng mát nè, lại nó an toàn. Thì đó là cũng nên cũng là đây là cũng là mong ước của tất cả các mạnh thường quân và cũng là của em. Thì hôm nay đến đây gặp gia đình mình vui vẻ, các bé có một cái không gian như thế này để chơi và có một cái nơi, cái tivi để các bé giải trí nè. Thì nói chung là an toàn rồi. Và thời gian tới thì chắc có lẽ là em sẽ còn đi những cái mảnh đời khác. Thì thôi thì mong gia đình của mình cố gắng phấn đấu trong một cái thời gian tới, mình sẽ tự bươn chải và đặc biệt là giúp cho các bé nó có một cái môi trường sống thân thiện, với lại có thể được thì anh cho các bé đi học nha. Rồi em cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn chị, em chào chị nha. Dạ cô bác chú anh chị, thì sau cái thời gian mà quay lại cái hoàn cảnh của gia đình anh Siêng, mà sau khi nhà bè nó đã hoàn thành xong hết rồi đó, thì Bùi Hồ cũng có quay cho cô bác quý anh chị xem. Và hôm nay thì cũng tranh thủ vào cái thời gian rảnh, và Bùi Hồ sẽ thống kê lại tất cả các số tiền mà Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho cái nhà bè của gia đình anh Siêng đến thời điểm này, cũng như là kết thúc về cái sự giúp đỡ cho gia đình anh Siêng. Và thời gian tới thì anh Siêng sẽ tự bươn chải trong cuộc sống. Thì hôm nay thì Bùi Hồ sẽ thống kê cái danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ cho anh ở huyện Hồng Ngự, anh Xuyên ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ở đây thì có rất là nhiều nguồn và khác nhau. Thì một số nguồn thì được Mạnh Thường Quân cung cấp nè, Bùi Hồ biết được, và một số nguồn như là của chú Nghị thì gửi cho Bùi Hồ, thì Bùi Hồ sẽ công bố luôn. Cái phần mà mua chiếc ghe đó thì anh Sơn mua một cái chiếc ghe 21 triệu đồng. Cái nguồn thứ hai là của anh Được gửi qua cho mình qua tin nhắn. Thì đây chị bán cá gô 1 triệu đồng nè. Rồi anh Hậu bán ếch 1 triệu, Trấn Thanh Bình 2 triệu, anh Vĩnh Nghi 2 triệu 600 nghìn đồng, dấu tên ở Hồng Ngự 15 triệu, chị Sáu vật tư nông nghiệp 15 triệu. Thì cái phần này là của anh Được gửi qua cho mình. Hôm trước thì chú Bảy có đại diện đó, và luôn cái phần này thì tổng cộng là số tiền là 36 triệu 600 nghìn đồng, là làm cái phần nhà bè ở trên. Cái này là do anh Được nó gửi cho mình. Ở đây mình để anh Đức là hơi bị nhầm nha, xin lỗi luôn. Cái phần ủng hộ thứ ba đó là của chú Nghị, là Việt Kiều Mỹ. Lần một thì chú Nghị gửi cho Bùi Hồ là 21 triệu 100 nghìn đồng, gửi cho gia đình của anh Xuyên, và Bùi Hồ đã có quay clip lên. Lần hai là mình mua các vật dụng ở trong nhà như là tivi rồi gắn năng lượng mặt trời là 16 triệu 260 nghìn đồng. Lần một này 21 triệu 100 nghìn đồng này mình để cho anh làm cái phần nổi của nhà bè. Thì tổng cộng cái số tiền mà chú Nghị ủng hộ là 37 triệu 360 nghìn đồng. Tổng chi phí nhà bè của anh Siêng và các vật dụng trong nhà, kể cả phần của anh Sơn 21 triệu đồng, phần nhà bè 36 triệu 600 nghìn đồng, và cái phần của chú Nghị là 37 triệu 360 nghìn đồng. Thì tổng cái chi phí nhà bè của anh Siêng là 94 triệu 960 nghìn đồng. Đó. Thì trước đây thì Bùi Hồ cũng đã có nhận sự ủng hộ của cô Huệ Hương, là Việt Kiều Bỉ là 1.2 triệu nè, anh Khôi là 1 triệu nè, anh Khôi này ở thành phố Hồ Chí Minh, Mạnh Thường Quân dấu tên ở Mỹ là 100 USD, anh Long Nguyễn ở Úc là 1.700.000 đồng. Đây là tất cả các chi phí mà Bùi Hồ đã nhận được 37 triệu 360 nghìn đồng, và chi phí ở dưới đây còn làm tổng cái nhà bè của anh là 94 triệu 960 nghìn đồng, gần 100 triệu đồng. Đó, đó là một cái số tiền mà theo Bùi Hồ nghĩ nó rất là lớn đối với những cái hoàn cảnh mà khó khăn như là gia đình của anh Xuyên. Thì tại vì nhà của anh Xuyên thì mới ăn nhà mới có đãi khách, nên Bùi Hồ chỉ quay qua ngày sau thì Bùi Hồ chỉ quay lại cho cô bác quý anh chị xem thôi, chứ không tiện công bố trước anh Xuyên để giữ sự tế nhị. Thì Bùi Hồ cũng công bố đến thời điểm này thì Bùi Hồ sẽ không nhận cái số tiền ủng hộ cho gia đình anh Xuyên nữa. Và coi như hoàn cảnh của anh Xuyên thì Bùi Hồ và Mạnh Thường Quân chung tay đã làm tròn cho gia đình anh có một cái cuộc sống khá giả hơn, và đặc biệt là các con của anh có một cái nơi rộng rãi để các em có thể vui đùa. Trong đó thì nó cũng có độ an toàn ở trong đó, và đặc biệt về trang thiết bị có đồ giải trí luôn. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân đã chung tay góp sức để xây một cái bè mới cho gia đình của anh Xuyên. Xin chúc tất cả
cả các mạnh thường quân luôn có một cái sức khỏe dồi dào để đồng hành cùng Bùi Hồ cũng như là những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.